Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu cơm chiều ăn. Các bạn cùng nấu cơm với mình nha. Bữa nay mình sẽ nấu món trứng chiên hành tây mà cũng có thịt nữa. Cái món này là mình nào giờ mình chưa có làm, mà bình thường thì mình trứng chiên cà thôi chứ không có làm trứng chiên hành tây. Mà có một bé kêu là chị ơi, chị làm trứng chiên hành tây ăn đi, ngon lắm á, ngon lắm á. Để bữa nay mình làm thử ăn thử ngon không ha. Mình xài một củ hành này thôi, củ hành tây. Cái củ hành tây này là mình mua nó trong siêu thị á, cũng rẻ, 5-6 củ như vậy nè mà chỉ có 52 yên thôi, quá rẻ phải không các bạn. Bình thường là một củ, cũng một củ thì bự hơn củ này chút, gấp đôi củ này nè, gấp đôi củ này thì cũng 50 yên, 40 yên rồi. Mà cái này 6 củ mà chỉ có 52 yên thôi. Thì mình bào nó ra luôn ha. Củ này nhỏ, câu nhỏ mà sao nó nhiều ghê luôn á. Bào ra nhìn quá chừng chừng luôn nè. Bây giờ mình sẽ xào cái hành tây trước. Bỏ một miếng dầu vô. Mình xào cho chín cái hành tây. Xong rồi mình sẽ bỏ cái thịt này vô. Cái thịt này là mình mua ở công ty luôn. Là thịt sống mà nó 300g mà có 300 yên thôi là tính ra là nó rẻ lắm. Cái thịt này ngon lắm. Cái mỡ với cái thịt đó mà ăn nó không có ngán. Mà nó không có bọt, nó không có như cái thịt khác đâu. Không biết thịt gì à, mình không biết thịt gì, nhưng mà cái thịt này nếu mà mua trong siêu thị thì chắc cũng 200 yên 100g, mà này 300 yên có 300g thôi, công ty mình bán rẻ. Mình xào hành cho nó thơm lên rồi mình bỏ thịt vô mình xào luôn. Các bạn biết không, mình ít khi nấu ăn lắm. Hồi xưa thì mình xin lắm, mình nấu ngày 3 buổi luôn á, nhưng mà bây giờ thì mình không có thời gian, cứ đi làm gì xong rồi làm cái này làm cái nọ, cái là hết thời gian rồi làm video rồi nữa, cho nên là mình ít có nấu lắm. Mình đi siêu thị mình mua đồ, mình hay đi siêu thị mua đồ giảm giá mình ăn lắm, nó vừa rẻ mà nó vừa ngon, nó toàn là món Nhật không mà mình ăn cho biết. Thịt này nãy mình đã đông rồi, nãy bỏ tủ lạnh mình giờ đã đông rồi. Như đây mình vừa đủ một chén cơm, vô cơm thôi. Cái thịt này là công ty bán là nó ướp sẵn rồi, cho nên giờ mình khỏi cần nêm nếm gì hết, ướp mà vừa ăn luôn rồi đó. Thì cái món này mình không cần nêm nếm gì hết. Thì chỉ cần xào cho chín thịt xong rồi mình bỏ trứng vô thôi. Cái món này là món nếu mà xào hành tây chiên trứng á, nếu mà mình làm cái món hành tây chiên trứng là món Việt Nam, nhưng mà giờ mình bỏ thịt vô, mình bỏ trứng vô là thành món Nhật chứ không phải là món Việt Nam nữa. Cái này là giờ mình đang làm là món cơm Nhật đó nha các bạn.
ngon lắm. Chắc là hộp trứng rồi đó. Bây giờ mình đập trứng mình bỏ vô. Thịt này nó nêm sẵn hết rồi, nó nêm vừa ăn luôn rồi, cho nên là mình xào mình đập trứng vô luôn, mình không có còn nêm nếm lại gì hết luôn. Vậy là ăn cơm thôi. Thêm một cái trứng nữa. Trứng vô thì mình dặn cho lửa nó nhỏ lên nha các bạn. Một xíu lại đó, mình rưới trứng lên vậy đó. Trong cái thời gian chờ đợi cái trứng này chín á thì mình lấy cơm ra, mình không có nấu cơm trắng mà mình lấy, mình mua cơm rang ở siêu thị á. Vì mình giờ mình mà cơm đó là cơm nó đông ở trong tủ đông á, giờ mình lấy ra mình quay cho nó nóng lên. Đây là cái cơm rang mà mình mua ở trong siêu thị. Cái này là cơm rang bình thường thôi, cho nên là nó 600 gram mà có 240 mấy yên à. Còn cái cơm rang này có nhiều loại lắm. Cơm rang hải sản, cơm rang mực, cơm rang tôm, rồi cơm rang thịt, cơm rang cà rê. Mỗi cái nó có giá khác nhau hết à. Cái này là rẻ nhất, tại này là cơm rang thôi à. Nói rẻ vậy thôi chứ mà nó cũng có thịt, có trứng, có rau, có hành đồ này kia, chứ không phải là cơm rang không đâu các bạn. Nó có thịt á. Cơm rang này rất là ngon luôn, à nó cũng tiện cho mình á. Mình chỉ cần mua về mình bỏ vào cái sống, mình quay, mình hâm nóng là mình ăn thôi. Rồi khoảng như đây thôi, mình bỏ vô lọ vi sóng chừng 2 phút. Cơ mình hâm nóng xong rồi nè các bạn, cũng ngon phải không, có thịt, có trứng nè, có hành nè. Bây giờ cái cách ăn của cái món trứng này nè là múc cho nó đừng có dính cái chảo, xong rồi tất cả mình sẽ trút lên cái mặt của cái chén. Mà mình chắc mình không có làm được vậy quá, nó bị dính cái chảo nè. Hơi dính hơi hơi rồi, mình trút nó xuống nha các bạn. Cách ăn của cái món này là nó như vậy, nó sẽ trút lên mặt cơm như vậy, trút hết lên. Xong rồi món ăn của mình đã hoàn thành. Bây giờ thì mình lên chảo mình ăn thôi. Ôi, nóng quá, nóng quá. Mình làm xong rồi, bây giờ mình ăn ha. Nãy giờ làm khát nước quá. Thì mình sẽ lấy nước ngọt rồi uống nước cam. Cái nước này là hồi bữa hôm qua vô công ty cái bạn In á, bạn Trung Quốc á, chia tay mọi người rồi cho đó. Mình để tới bữa nay mình uống nè. Không biết ngon không đây. Khác quá.
Nước ngọt. Xong rồi bây giờ mình ăn ha. Mời mọi người ăn nha. Đói quá. Đây là lần đầu tiên mình làm món này là món Nhật á, chứ không phải là món Việt đâu. Tại vì trứng mình không có, mình chế trứng lên trên luôn mà mình có bỏ thịt vô nữa. Mời mọi người nha. Thơm. Nhưng mà chắc là nếu mà ăn như vậy thì là vừa ăn á, mà mình thì mình quen ăn cơm mà ăn nêm mặn mặn một chút rồi. Cái nếu mà mình bỏ thêm một chút xíu mắm nữa là thì mình sẽ dễ ăn hơn. Tại mình ăn mặn quen rồi, chứ không thì món này là vừa ăn. Thịt nó nêm sẵn rất là vừa ăn. Cái hồi sáng này nè, cái em tí trưởng á nhắn tin cho mình một lần nữa, chị ơi chị ăn chưa, cái mình nói là ừ bữa nay chị rảnh để bữa nay chị làm ăn. Thịt thì chị có rồi, ờ không, hành tây thì chị có rồi, cái có trứng không, trứng chị cũng có rồi mà chị không có cơm. Cái em nó kêu chị lấy mì ăn đỡ đi, vui lắm. Cái là bữa nay mình đi cùng mua cơm gì mình làm đó. Cảm ơn em đã giới thiệu cho chị làm món này nha. Món này ăn rất là ngon á. Để lần sau chị ăn cơm chị sẽ làm món này ăn nữa. Cái trứng này ở phía trên á làm nó còn hơi hơi sống sống ăn béo á. Mọi người nếu mà có thời gian thì làm món này ăn thử nha. Tại vì món của mình á thường thì chỉ có trứng với hành tây hoặc là trứng với cà chua thôi, không có thịt. Này mình không có cơm trắng mà mình lấy cơm rang mình ăn thôi. Ăn cơm thì uống thêm một miếng nước nữa hả mọi người. Nước cam thì uống cũng được.